vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha. Brahmacha loka thipati sahampati katan chali an thiwarang ayajatha santi thasantam parajang khajatika. Đề sê tu thâm măng anu cầm bi măng ba chăng sanh thâm ma phê rinh quy nhà danh cha ca giang sùa tân cha bành thân a phi thầm mà chấm măng a cô ta danh tu cha tu sanh cha đăng đăng bà bố tha nầy dê bà ri xa và mạnh chê ê quang xà hâm bà ti brahma phà ca quang tăng a gia cha tha tuân hi phà quê na tăng bú thô ca ruôn nhê na thi quá xa gia tân ha quá tha gia ba đê na mi ga da yang ta to ga to ban cha wang ya da yo nay ye a mang ba ye si tham ma to ta to pa pu ti sam bu tho a nu na tham ma de sa nang ma kha wa sa ni de se si sát ta năng ăn tha sinh tha căng tê na sa tu a vô phân tê đề sê tu thâm ma đề sa năng sam ba di tha pa ri sa ya a nu cam bam bi ca ta quê. Nắc mô bút tha giá, nắc mô thâm ma giá, nắc mô sân kha giá. Và Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng, kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để giảng giải cho chúng con bài học của ngày hôm nay bạch sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Thì hôm nay sư xin chia sẻ với quý vị đôi điều về những cái hiểu biết để mà khi quý vị thực hành trong cái phần tứ niệm xứ cho nó dễ dàng. Thì đúng ra đó, ở các trường thiền đó thì các cái vị thiền sư đó, không có giảng cho quý vị nghe hết tất cả những cái cách thức mà để quý vị hành đâu. Người ta chỉ một cái pháp nào đó, rồi mình hành đạt được tới đó thì người ta mới chỉ tiếp. Còn ở đây là vì cái vấn đề mà trong cái bài học, thành ra sư giảng hết những cái cách thức mà quý vị nhớ để mà khi mà thực hành
Chứ đừng có mà mình nắm bắt rồi cái bắt đầu cái tưởng của mình á nó diễn ra, thì rồi mình tưởng lầm là mình đạt được những cái kinh nghiệm, rồi mình chấp vào những cái tri kiến, những cái kinh nghiệm đó là rất là nguy hiểm tai hại. Để nhắc lại vậy. Rồi một cái điều nữa đó là chúng ta thực hành cái tứ niệm xứ để gì? Để chúng ta thấy được cái tính chất chân đế của đối tượng. Lúc đầu đó thì mình còn nương theo cái chế định, kiểu gì biết rồi, cái tâm mình hàng ngày á, là nó bắt cái cảnh, những cái cảnh thô. Nhưng mà chúng ta đi thực hành cái tứ niệm xứ là để đi đến cái chân đế, những cái cảnh nó vi tế hơn, để mình thấy ha. Thành ra lúc đầu đó là mình còn nương vào cái tục đế, thở vô thở ra phòng sọp đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối, rồi dở bước đạp dở bước đạp gì đó, thì tất cả những cái đó đó là nó còn nằm trong cái tục đế, nó chỉ là cái thiền định thôi, hay là thiền chỉ thôi đó. Khi mà quý vị thấy cái tâm mình an tịnh, nó định rồi đó, nó có cái trạng thái tận định, thì mình chuyển qua cái thiền quán để gì? Để mình thấy được cái tính chất chân đế của nó. Tức là chúng ta không có so sánh hơi thở vô dài, hơi thở ra dài, hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn đó. Rồi hoặc là dở bước đạp vậy đó, hay là hoặc là cái hình dáng có nhiều người không biết, trong cái quá khứ người ta tập về cái thiền ấy, hay là hoặc là trong cái giai đoạn mà sơ cơ đó, người ta thấy cái hình dáng, có nhiều khi thấy những gì thấy cái hình dáng là cái hơi thở nó giống cái sự giống như cái sợi dây vậy đó, nó chạy ra chạy vô, nó dài nó ngắn hoặc là khi mà thở chú tâm vào cái chỗ xúc chạm của cái mũi, thì cái hình ảnh về cái mũi đó, nó hiện ra hoặc là hình ảnh về xúc, để ý về cái xúc chạm ở trên cái môi trên, thì cái hình ảnh cái môi trên nó hiện ra hoặc là hình ảnh khi mà niệm phòng xẹp chú tâm vào cái bụng, thì sao cái hình ảnh cái bụng nó hiện ra đó. Thì tất cả những cái hình ảnh màu sắc dài ngắn, tất cả những cái đó là cái tục đế. Mà khi mà chúng ta còn dính mắc vào cái tục đế thì chúng ta sẽ thấy không thấy được cái chân đế, cái thực tướng của nó cho nên á, khi mà chúng ta thấy những cái đó thì mình đừng có quan trọng hoặc là khi mà chúng ta đạt đến cái trạng những cái trạng thái phỉ lạc chẳng hạn là nó có nhiều cái loại phỉ lạc thí dụ như là thấy rỡn rỡn gai ốc, thấy lân lân nhẹ nhàng gì đó rồi qua cái trạng thái phỉ đó tới lạc là một cái sự an tịnh nó vui hân hoan ở trong tâm hoặc là có người thấy ánh sáng hoặc là có người đạt cái trạng thái khinh thường hỷ, thấy cái thân hình nó nhẹ nhàng làm như nó có thể nó bay lên vậy đó. Nhưng mà nhớ rằng tất cả những cái này đó nó là pháp nó sanh nó diệt, nó còn nằm trong những cái tục đế của thế gian cho nên đó là mình phải theo dõi nó như tất cả các đối tượng khác có nhiều vị khi mà thấy được cái ánh sáng rồi cái tưởng lầm cho rằng tôi đạt được rồi đó có hào quang rồi đó thành ra khi mà mình dính mắc vô những cái chỗ đó là
gọi là cái vi tế phiền não. À, rồi những cái kinh nghiệm mà mình tu tập á cũng vậy, mình phải cẩn trọng xem xét. À, đó, quý vị học trong gì pháp cũng vậy, khi mà mình đạt được những cái vị thánh nhân á, mà đạt được đạo quả rồi đó, mà người ta còn phải phản kháng tuệ, tức là phải xem lại. À, chứ không phải mình đạt được, mình mới đạt được rồi là mình chấp vô đó. Này, có nhiều lúc là cái kinh nghiệm, cái mà mình thấy được đó, nó chưa phải là thực tế. Do gì? Do cái phiền não, do cái tưởng hiện ra. À, thành ra có nhiều trường hợp những cái thiền sinh à tình pháp à, con đắc được vô thường này à, mới bữa trước, hai bữa trước chứng tình pháp là đắc được vô thường này, nhưng mà qua bữa sau, hai ba bữa sau, con phiền não quá, phiền não quá. À, khi mà mình đắc pháp mà tại sao mình còn phiền não, mình khổ đau không đó. Cho nên á là chính vì lý do đó mà các cái ngài thiền sư, các vị trưởng lão đó, ít khi nào người ta giảng rộng ra. Tại sao? Khi mà giảng rộng ra đó, rồi mình nghe, mình chú ý mình nghe, sao? À, bắt đầu cái nó ghi nhận ngay chỗ đó. Có nhiều khi mình hành á với cái tầm vọng móng thì những cái này nó trạng lại. À, rồi cái mình tưởng là mình đã chứng đắc, mình ngộ nhận, mình chấp vào đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên á, ở các trường thiền thì các vị thiền sư chỉ từng bước thôi. À, bây giờ là hành quán niệm về hơi thở. À, quán cho thấy hơi thở đi, hơi thở vô thở ra gì đó, chỉ ghi nhận cái hơi thở hoặc là và theo dõi cái phòng xẹp à, của bụng à, phòng mà xẹp à, chỉ biết nhiều đó. Rồi đó, khi mà quý vị đạt được rồi, người ta mới hướng dẫn quý vị tới một chút. Ví dụ như bây giờ á, từ ngay cái thiền đường à, đi tới ra ngoài cổng à, thì vị thiền sư à, bây giờ biểu mình đi ra cổng đi à, rồi ra cổng, ra tới ngoài cổng rồi đó, phải chạy trở vô à, trở vô trình à, rồi giờ tôi đi tới ngay cổng rồi đó, giờ sao nữa? Thì vị thiền sư mới thử, mới hỏi chứ bây giờ cái cổng nó như thế nào à, màu sắc nó ra sao, để có thực tế là mình đã đi tới ngay cái cổng đó hay không đó. Rồi nói à, bây giờ cái cổng như vậy vậy, vị thiền sư thấy đúng là à, bây giờ từ ngay cổng đó đi tới 20-30 mét à, rồi đi tới đó đi, trở về bao cao đó, thì cứ từng bước như vậy à. Cho nên á, là giữa cái khi mà mình học à, cái pháp học, thì khi mà mình vô hành thiền á, mình cần phải gạt bỏ qua một bên những cái điều gì mình học, để qua một bên cái lại. Bây giờ mình chú tâm vô lo hành đi à, khi nào hành xong rồi đó à, khi mình xả thiền rồi đó, mình mới suy tư à, mình so sánh giữa cái kinh nghiệm, cái thực tế hiểu biết nè, với cái trong kinh sách đó, nó như thế nào à, thì cũng có những cái vị hành giả à, đạt được những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết nó cũng giống giống như trong sách à, cũng có những vị đạt được những cái kinh nghiệm nó hoàn toàn nó khác nhau à. Thành ra đó, ở bên Miến Điện mà những vị nào mà lên trình pháp mà nó y chang ở trong sách, trong kinh, trong thanh tịnh đạo đó, là cái đó là còn phải hỏi lại, còn phải hỏi lại, về hành lại đi, coi lại đi đó, để mà mình mới đạt được cái thực tế à. Cho nên á, à, có nhiều khi á, mình đạt được những kinh nghiệm, nhưng mà những cái này đó chưa phải à, nó là đồ giả thôi, nó đồ giả à, mình phải xem xét lại, so sánh lại à, nếu mà
mình thấy nó chưa có đúng thì mình dứt bỏ để mình tiếp tục. À, chứ mình đừng vội vàng mình chấp vô đó, mình dính mắt thì nó sẽ là cái chướng ngại. À, nó là một chướng ngại trên bước đường. À, do đó mà có nhiều thiền sinh, à, chính vì chấp vô, à, những cái tưởng, à, rồi lầm tưởng, rồi mình chấp vô đó là mình bị cản trở, à, không có vượt qua được những cái chướng ngại đó. À, thành ra đó, chúng ta khi mà thực hành đó, thì mình cũng phải dùng trí tuệ mình quan sát. À, thành ra đó, à, ngài Sư Minh ngài nói ngài không có giảng gì niết bàn. À, nếu mà giảng ngài mà giảng về niết bàn á thì vài ba ngày sau là thiền sinh chứng niết bàn hết. Nhưng mà sự thật ra cái đó là nó không phải là thật. À, còn mà cái vấn đề mà cái pháp mà vô thường khổ vô ngã, tại vì chúng ta nghe thường xuyên, à, trong kinh trong sách rồi những vị giảng sư thuyết pháp thì thường là nói về cái vô thường khổ thì vô ngã. Nhưng mà cái mà chúng ta thực chứng cái trực giác biết được nhận được thì có đôi lúc nó không phải giống như ở trong kinh, không? Thành ra là chúng ta đừng có bị cái tưởng nó đánh lừa, à, và chúng ta cũng đừng có bám níu vào bất cứ một cái điều gì hết. Cho nên á, ngài Hòa Thượng Sư Minh ngài hay nhắc nhở, dù cho những cái đối tượng, những cái hình ảnh gì đó nó huy hoàng, nó rực rỡ, mình cũng đừng có mừng, mình có đừng có chấp mà chạy theo nó. À, mình gặp những cái cảnh nó hải hùng kinh khiếp, mình cũng đừng có sợ. À, chẳng qua là những cái tưởng ở trong tâm mình nó trạng lại, nó hiện ra mà thôi, mình đừng có sợ. À, rồi tất cả đối tượng là đối tượng, dù cho bây giờ chúng ta trong một cái thời thiền chúng ta bị phóng tâm 100 lần thì cũng cứ ghi nhận rồi trở lại. À, đừng có xét đoán, trời bữa nay ngồi phóng tâm quá, hành thiền bữa nay thời thiền không có tốt. À, bây giờ phóng tâm suy nghĩ, mình biết, mình đem trở lại. Cái chuyện đó là cái chuyện sinh hoạt của tâm, cái hoạt động tự nhiên của tâm nó là như vậy. À, cho nên á, mình đừng có xét đoán, phán đoán, rồi ca chê cái này là tốt, cái kia là xấu, cái này là thấp, cái kia là cao, à, cái này là đúng, cái này là sai. À, mình chưa đủ kinh nghiệm để mà mình xét đoán đâu. À, thành ra đó, tất cả đối tượng là đối tượng. À, mình chỉ ghi nhận hay biết như vậy, là quan sát nó khi nó sanh, à, khi nó diệt như thế nào, biết như thế đó là đủ. À, còn đừng có xét đoán nó cho cái này là đúng, cái này là sai, à, thế này thế khác. À, là niệm thân là thấp mà niệm tâm mới là cao, niệm pháp mới là cao, không có. Tất cả đối tượng là đối tượng, tùy theo căn cơ, à, trình độ, tùy theo những cái chuyên nghiệp của mỗi chúng sanh. À, nó phù hợp với cái nào thì mình nương vào cái đó để mà mình tạo cái nền tảng căn bản để thực hành. Nhưng mà khi mà đến lúc mà cái tâm mình á, nó có cái nội lực mạnh mẽ rồi đó, thì tất cả, à, dù là thân, thọ, tâm hay pháp gì, tất cả đối tượng nào trong sát na đó, trong giây phút đó nó nổi trội, thì mình ghi nhận cái đối tượng đó. À, đó, thành ra chúng ta phải hiểu biết như vậy để mà chúng ta tránh đi những cái ngộ nhận, những cái sai lầm ở trong cái pháp hành. À, và khi mà chúng ta đi vào cái thiền quán thì chúng ta thấy gì? Thấy cái
cái thực tướng của chân đế, à, không có nương vào những cái hình ảnh kia nọ đâu. Thí dụ như như cái vị mà hành giả ở bên thiền định á, thì đã làm những cái đề mục ca si ná, à, thí dụ như người ta làm cái đĩa như hình tròn, như là đất, à, đất 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 đất, thì cái thiền định nó là nó bám trên cái tục đế, à, đất 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 đất, hay là bát thái quỳ bát thái quỳ bát thái quỳ đó. Còn cái minh sát thiền quán thiền tệ thì nhìn vào cái tính chất, hai cái nó khác nhau. À, cái tính chất của đất là gì? Là cứng, là mềm đó, chứ không phải cái hình ảnh của cái ca si ná. À, thật ra đó mình bỏ đi cái tục đế mình mới thấy được cái chân đế. À, chứ còn nếu mà mình bám vô cái tục đế rồi đó, mình quen niệm đất 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 hoài, thì mình dính mắt vô cái đó thì mình sẽ không thấy được cái tính chất chân đế. À, còn ví dụ như là mình niệm cái cứng mềm, à, rồi để mình thấy được cái tính chất của nó thay đổi, à, rồi nhẹ nặng, à, đó, di chuyển căn phòng, à, dính hút, đó là tất cả những cái tính chất của đất nước lửa gió, à, à, chứ không phải là cái nóng cũng là lửa mà lạnh cũng là lửa. À, nhiều người lầm tưởng á, lửa là chỉ nóng thôi, nhưng mà không có. À, có nhiều khi á, quý vị mà để rau cải rồi vô trong cái tủ lạnh, mà nếu mà cái nhiệt cái điều chỉnh cái nhiệt độ mà nó lạnh quá thì nó cũng làm chín hết tất cả những cái rau cải vậy. À, cho nên cái tính chất chân đế, à, là nó khác đi cái tục đế. À, đó, cho nên á, là chúng ta cần phải thấy được đối tượng bằng nhiều cách. À, bình thường á, mình nương theo cái tục đế mình thấy cái thô tướng, à, nhưng mà khi mà mình gạt bỏ cái thô tướng, mình thấy được cái thực tướng của nó, à, để mình hiểu biết. À, giống như mình quen theo nương theo cái hơi thở hoặc là cái phòng xẹp, à, mình niệm một thời gian cái hơi thở mình, à, lần lần nó đi vào cái vi tế. À, có lúc tự nhiên cái mình thấy sao bây giờ mình không thấy, mình không thấy cái hơi thở nữa. À, nếu mà không biết thì mình sẽ hốt hoảng sợ hãi, trời, tự nhiên bây giờ cái hơi thở nó mất tiêu rồi. À, thành ra mình lúc đầu là nhờ mình nương cái thô tướng để mình niệm. À, nhưng mà lần một thời gian đó, cái trạng thái cái chuyển động của hơi thở nó lần hồi nó đi vào vi tế, nó rất là nhẹ nhàng. À, rồi mình quen trên cái thô tướng này, bây giờ nó vi tế quá mình không thấy được, mình tưởng cái hơi thở nó mất, chứ nó không có mất. Nhưng mà nó cũng vẫn có, nhưng mà nó rất là vi tế. Thì lúc đó mình đừng có hốt hoảng sợ hãi nha. Bây giờ nó không có, mình niệm cái nào mạnh nhất lúc đó, ví dụ như là những cái cảm giác mình xúc chạm với cái nền nhà, à, mình biết nó đang xúc chạm, hai bàn tay mình để mình biết cái sự xúc chạm, hoặc là hai cái chân mình xếp lại, à, nó có sự xúc chạm, mình biết, mình ghi nhận tất cả những cái đó. Thì sao? Chừng vài ba phút sau thì cái hơi thở nó sẽ trở lại. À, đó, thành ra đó, mình chỉ cố gắng ghi nhận và nên lần lần, à, bỏ đi những cái hình ảnh,
chế định để nhìn cho thấu rõ cái tính chất chân đế của đối tượng. Rồi dù cho cái an tịnh quy hoàng hay là hoặc là khổ đau nhất tê hay là hoặc là những cái cảnh mà thần tiên chư thiên rồi gì đó, tất cả đều là giả tạm hết, do tâm nó hiện khởi lên. Mình đừng dính mắc, đừng sợ hãi. Tất cả đối tượng là đối tượng. Giữ cái tâm là có sự chánh niệm, với cái tâm chân chánh, trung dung, không có bám níu mà cũng không có xua đuổi, không xét đoán. Mình quan sát tất cả các đối tượng, dù là danh, dù là sắc, mình quan sát cách tường tận rõ ràng, hiểu biết đầy đủ. Chứ còn những cái mà giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, giai đoạn cuối đó, là cái đó là nó chỉ là nương trên cái tục đế cái lúc ban đầu mà thôi. Còn sau khi mà chúng ta có cái tâm nó được an tịnh rồi đó, chuyển qua thiền quán rồi đó, thì tất cả những gì thuộc về hình ảnh, màu sắc gì đó, là chúng ta từ bỏ hết. Thì khi mà chúng ta vượt qua được cái lớp mà bên ngoài đó, cái chế định đó, thì chúng ta mới nhìn sâu vào cái thực tính của đối tượng để mình thấy. Mà khi mà quý vị mà hiểu biết được, phân định được về danh và sắc, như sư nói thường đó, trong cái hơi thở, mình phải biết cái nào là danh, cái nào là sắc. Mình phân biệt rõ cái chuyển động đó nó thuộc về sắc, mà cái tâm mà ghi nhận hay biết theo dõi cái chuyển động hơi thở là danh đó. Đó, mình cứ thấy danh sắc, rồi sao thấy danh sắc nó luôn luôn là nó thay đổi, nó sanh rồi nó diệt. Rồi trên cái tính chất nhân quả, tác ý là nhân, chuyển động là quả, chuyển động á là nhân, tạo tác ý. Thí dụ như có cái tác ý muốn thở vô thì cái hơi thở vô mới có. Sau khi mà cái tác ý là nhân, cái chuyển động của hơi thở phải là quả, cái sự chấm dứt của cái hơi thở vô đó nó là nhân, để thở sang cái tác ý thở ra là quả, mà quả thì nó thành nhân nữa. Cái quả nè, rồi tác ý này nó tạo thành nhân để chuyển động cái hơi thở ra đó. Khi mình quan sát như vậy, danh sắc thay đổi nhân quả ở gì, sanh diệt đó, thì chúng ta mới thấy được danh sắc nè, rồi nhân quả nè, và cái định luật tam tướng vô thường, nó luôn luôn là biến đổi. Cho nên á, các cái vị hành giả của tuệ quán thì người ta thấy cái đối tượng nó mới hoài, cho nên nó khác nhau ở chỗ đó. Còn cái vị mà hành giả của thiền định á, thì cái đối tượng nó không có thay đổi. Cái ca si ná đất, mình cứ niệm đất 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 hoài, nó đâu có thay đổi gì đâu, không? Thành ra đó, chính vì vậy mà cái định đó của trong thiền chỉ nó có rất là mạnh, nó có thể tạm thời đè nén các cái phiền não, nhưng mà tuệ thì nó không có, nó chỉ định trên cái tướng đó mà thôi, nó không thấy cái sự thay đổi, không thấy sanh diệt,
và nó không có phân biệt được cái nào là danh, cái nào là sắc. Cho nên khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ là dựa trên một trong bốn cái chỗ để chúng ta đặt cái niệm. Trước đó thì chúng ta nương theo cái tục đế để mà chúng ta hành. Nhưng mà lần hồi khi mà có sự an tịnh, có cận định hay là sát na định, thì chúng ta quán sát với trí tuệ chuyển qua thực hành thiền tuệ, thiền quán. Thì chúng ta phải gạt bỏ tất cả những cái hình ảnh, những cái tục đế chế định, để chúng ta mới thấy được cái chân tướng, cái thực tướng của các pháp. Và chúng ta đừng bao giờ chấp thủ trên những cái tri kiến, những cái kinh nghiệm. Tất cả những cái kinh nghiệm, những cái tri kiến, nó cũng là pháp, nó cũng sanh rồi nó diệt. Cho nên á, chúng ta biết như vậy, ghi nhận tất cả đối tượng là đối tượng, không có đối tượng nào tốt, không có đối tượng nào xấu. Và những cái kinh nghiệm mình đạt được rồi á, mình hiểu biết rồi á, mình đừng chấp thủ vào nó để mà mình từng bước mình đạt tới những cái kinh nghiệm cao hơn. Chứ không nên là thôi, tôi học tới đây là vừa đủ rồi, kinh nghiệm vậy là quá hay rồi. Thì khi mà chúng ta chấp thủ vào đó thì cái pháp của chúng ta không có sự tiến bộ, và nó là một cái trở ngại trong cái tiến trình chúng ta thanh lọc những cái phiền não ô nhiễm trong nội tâm, và chúng ta thấy được các pháp. Thì hôm nay thì chắc bữa nay thì cũng xin chia sẻ quý vị một phần này nữa. Rồi nếu mà quý vị có những gì thắc mắc thì chúng ta nêu ra để có thể là cùng nhau chia sẻ thêm. Và bắt đầu thứ hai tuần tới thì chúng ta bắt đầu qua cái phần thứ hai, tức là phần tứ chánh căn. Thì với pháp ngày hôm nay thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều, và với phước báo này cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an, và cũng kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử có thêm được những cái hiểu biết và những cái lời dạy của các bậc trưởng lão, để quý vị có một cái hiểu biết để chúng ta thực hành cho nó được tốt đẹp, để có những cái kinh nghiệm và có sự tiến bộ trong pháp hành. Cầu mong tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, an vui, nỗ lực tu tập. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui, hạnh phúc. Và bây giờ xin kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mà tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm. Nam mô Bố Tha Giá. Nam mô Bố Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Và bây giờ là tới thời gian mà quý vị có thể hỏi sư những câu hỏi về cái pháp hành của mình. Nếu quý vị tu mỗi ngày mà có chỗ nào mà thắc mắc thì quý vị cũng có thể giơ tay hỏi thẳng với sư, hoặc là có thể chat lên màn ảnh để Nguyên Như có thể đọc cho quý vị. Bạch sư, trong thời gian con chờ các bạn có câu hỏi, Nguyên Như xin có một câu hỏi đối với sư. Dạ sư, khi mà Đức Thế Tôn trước khi mà ngài hành thiền quán vào cái giây phút cuối cùng trước khi mà ngài đắc đạo đó bạch sư, thì Nguyên Như nhớ là hình như là ngài đã đắc tới tất cả các tầng thiền định rồi, phải không bạch sư? Thì như vậy thì ngài mới dùng cái sức mạnh của thiền định của ngài, ngài mới vào cái phép quán được. Nhưng mà nếu mà mình quán yếu quá như vậy, mình không có thể nào mà so sánh được các bậc thánh nhân, mà mình dùng cái tâm yếu của mình á, mình quán rồi mình có thấy được cái gì không vậy bạch sư? Tự vì con thấy thí dụ mà con đi qua về những cái vị thầy mà họ chuyên về định á,
thì họ bắt là phải học định trước để cho cái tâm nó vững, giống như có một cái nền công phu, có một cái công phu rồi mới mua võ. Rồi họ nói là nếu mà mình vô mà mình quánh lung tung á, thì mình chỉ quánh giống như là mình đánh cho có màu vậy thôi, chứ chẳng có hợp được ai hết. Còn những vị ở bên quán không á, thì giống như thuần quán á, thì người ta nói lại không cần. Thành ra nếu mà mình đứng ở chính giữa hai bên như vậy á, thì thiệt sự trong kinh sách có đề cập là cái nào đúng cái nào sai, hay là nó chỉ tùy theo cái khả năng tu tập của mỗi người mà không có cái nào là đúng, không có cái nào là sai vậy bạch sư? Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sằng Khà giá. Thì ở đây đó, sư nhắc với quý vị á, là ai cũng đúng á, nhưng mà sao người ta đúng theo cái căn cơ của người ta. Cái vị mà đã nhiều đời nhiều kiếp đã thực hành cái thiền chỉ rồi đó, cái tâm ta định rất là mau, cho nên á người ta dễ dàng người ta chuyển qua thiền quán, giống như Bồ Tát vậy đó. Ngài đã nhiều đời nhiều kiếp, Ngài đã đạt tới cái thiền vô sắc, cái cảnh giới cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng. Ngài thuần thục Ấn Độ mà nhập thiền lên xuống, giống như quý vị thấy là cái đoạn mà Đức Phật mà vô dư niết bàn, từ từ sơ thiền sắc giới ngài lên tới phi phi tưởng, từ phi phi tưởng ngài trở xuống đến sơ thiền sắc giới. Cái tâm ngài nhập xuất nó thuần thục như vậy đó, phải không? Thành ra đó mình đừng có nghe, bởi hồi nãy tôi nói với quý vị á, có nhiều khi á mình học rồi mình phải phải quên đi tất cả những cái gì ở trong kinh sách. Tại vì á, có nhiều khi mình chấp vào cái kinh sách quá, nó làm cho mình rối, phải không? Đó, cái gì nào nói cũng đúng á, nhưng mà đúng với ai, đúng với cái người đó, phải không? Ví dụ người ta cái vị này đã thuần thục quá rồi, vô là quán được liền, thấy không? Thành ra cái vị này nói không cần phải 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 học thiền chỉ, vô là quán luôn. Thành ra nó có ba cách. Cách thứ nhất là chỉ trước quán sao, rồi cách thứ hai đó là chỉ quán xong tu, cách thứ ba đó là quán trước chỉ sau. Mấy vị mà trong quá khứ mà người ta mà tu tập mà thuần thục rồi đó, ta vô là người ta tập thiền quán trước, đạt được thiền tuệ quán trước, đạt được đạo quả trước. Nhưng mà đạt được đạo quả nó lại không có thần thông. Bây giờ muốn phát triển thần thông thì sao? Phải phải hành thiền thiền chỉ, thiền định thì mới phát triển được thần thông. Cho nên là quán trước chỉ sao, còn chỉ quán xong tu, tức là vừa lúc đầu á là mình tập thiền thiền chỉ thiền tịnh đó. Thì thí dụ như bây giờ lúc đầu đó mình quán sát vào cái hơi thở, quán sát vào cái hơi thở dài vị ấy biết thở ra dài, hơi thở ngắn vị ấy biết hơi thở ngắn. Là lúc này là cái gì, cái giai đoạn này đó là thiền chỉ. Nhưng mà một khi mà mình thấy cái tâm mình an tịnh rồi đó, rồi mới từ cái cận định này nè, cận định này mình bước qua cái thiền quán. Còn có những vị thì tu tập
À, tại vì mình quá khứ mình chưa có từng tập, thì giờ mình phải tập cái thiền thiền định trước, mình có cái trạng thái, cái nền tảng an tịnh đi, nhưng mà mình đừng có đi sâu vào cái định quá. À, ở giai đoạn cận định, cận định thôi, là thì mình sẽ làm cái nền tảng để mình chuyển qua thiền quán. À, cho nên á, chúng ta phải biết mình. À, chứ còn đối với nhiều cái trường phái, à, mỗi cái trường thiền á, nó có một cái phương pháp dạy riêng. À, thành ra đó, có những vị nói bây giờ á, mình theo Phật chứ không theo tổ cũng đúng. À, nhưng mà đó, có đôi lúc á, mình cũng nương những cái lời dạy của tổ để mình theo Phật, đúng không? Còn nếu mà mình cứ chấp vào cái tổ hoài thì nó cũng sai, ha? Đó, thành ra dù sao đi chăng nữa các cái vị tổ cũng có kinh nghiệm hơn mình. À, nhưng mà mình đừng quá đề cao ông tổ mà mình quên Phật. À, lúc đầu sao, lúc đầu á mình mới vô cái lớp 1, à, mình nhờ ông thầy, ông chỉ dẫn mình dần này kia nọ, A, B, C gì đó. À, 1 cộng 1 bằng 2, à, 2 cộng 1 bằng 3, rồi gì đó. À, nhưng mà cái gì? Ông thầy là không có trình độ, không có hiểu biết, ông dẫn dắt mình để mình hiểu biết được, có cái căn bản để bắt đầu mình mới biết đọc, biết viết, mới biết làm tính cộng, tính trừ. Đó, nhưng mà đó, không phải là mình chỉ học có bao nhiêu đó thôi. Mình nắm vững rồi, mình phải bỏ cái lớp 1 để mình lên lớp 2. Đó, chứ mình hiểu sai lầm. Thôi, ông thầy hay quá. Ông thầy hay quá rồi đó, tôi chưa biết chữ gì hết, mà giờ tôi biết đọc, biết viết rồi. Tôi biết làm toán cộng, toán trừ rồi. Trời, ông thầy này hay quá. Thôi, tôi không cần học với ai nữa, tôi học ông thầy không. Thì cái độ thái độ đó là chấp thủ, là dính mắc ở ngay chỗ đó, không có tiến bộ. À, còn bây giờ đó, mình cũng nương vào cái những cái kinh nghiệm của các vị thiền sư, à, của các vị tổ. Nhưng mà sao? Để mình có cái căn bản rồi mình đi theo Phật. À, cái điều đó là cái điều quan trọng. Thành ra bây giờ sư mới nói với quý vị á, mình phải lắng nghe với trí tuệ. À, mình học mình hiểu rồi, à, rồi mình phải có sự so sánh. À, thành ra đó, khi mà mình học như vậy đó thì mình sẽ có sự tiến bộ. Mình phải mở mang kiến thức, à, mình phải hiểu biết để gì, nhưng mà mình phải có cái sự gạn lọc. À, cái nào đúng theo lời dạy Đức Phật thì mình nhặt vô, mình để dành đó, mình thực hành. Còn thấy mà những cái điều đó nó không đúng theo cái lời dạy Đức Phật thì mình gạt bỏ đi, không? Đó, thành ra đó, cái phương pháp nào nó cũng đúng, nhưng mà đúng với chúng sanh đó thôi. Đó, thành ra đó, tại sao mà tới 84.000 pháp môn? Tại vì căn cơ của chúng sanh nó khác nhau. À, có những người như ngài năm vị Kiều Trần Như, à, nhưng ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên là trải qua nhiều đời nhiều kiếp, người ta trao dồi, người ta thực tập quá rồi, cho nên bây giờ chỉ cần Đức Phật khơi gợi, ta triển khai tệ quán đặt liền đó. Thành ra mấy vị này nói là không có cần phải qua thiền định, thấy không? Còn những cái vị mà căn cơ, à,
những loại mà phàm nhân như chúng ta đó, trời ơi, muốn đạt được cái đó chúng ta ngồi cũng phải là trần ai lai khổ, cũng phải trải qua nhiều kiếp. Đó, thành ra đó, chúng ta hiểu biết như vậy là chúng ta có sự nỗ lực. Đó, Đức Phật đối với những cái vị mà căn cơ nó đã đầy đủ rồi thì nó khác. Cái với mà những cái vị mà nó ở cái mức độ trung bình nó khác. Còn với những vị mà sơ cơ đó, thấp thỏi đó, thì nghe phải giảng lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Đó, thành ra nói là mỗi phương pháp nó phù hợp, rồi mình phải thực hành để mình lựa chọn với trí tuệ. Chứ bây giờ không có nói là cái cách nào là hoàn toàn đúng hết. Quý vị nhớ rằng trong cái pháp hành không có một cái quy tắc cứng nhắc, một cái khuôn khổ chung cho tất cả các vị hành giả. Có những vị mà người ta thượng căn vừa nói ra là chứng đắc, rồi có những vị là khá hơn thì sáng hành chiều đắc. Có những vị ngồi trầy di trót giải năm này qua năm kia mới đắc, có những vị cũng chưa có đắc được gì hết. Thành ra đó, đừng nói là trời ơi, tôi ngồi thiền 5 năm, 7 năm, 10 năm rồi tôi chưa đắc gì hết, ông mới hành sao ông đắc. Thành ra đó, trong cái pháp hành này đó, không có nói một cái khuôn mẫu cứng nhắc, một cái định lực với một cái quy tắc cứng nhắc là không đúng ở trong cái pháp hành. Tùy theo căn cơ, tùy theo duyên nghiệp của mỗi chúng sanh mà từng bước mình thực hành. Có lúc có những vị thì phải dẫn dắt từ chỉ và quán, có những vị thì chỉ quán xong tu, có những vị thì quán trước mà chỉ sau. Thành ra chúng ta phải hiểu như vậy đó, chứ không có một cái khuôn mẫu nào mà bắt buộc phải như vậy đó. Mà nếu mà vị nào mà bắt buộc phải như vậy là không đúng theo cái lời Phật dạy. Thành ra đó, cái con đường trung đạo của Đức Phật đó, nó rất là uyển chuyển từ trong đời sống nè, từ trong sự thọ dụng nè, từ sự tu tập, sự học đến sự hành. Chúng ta đừng dính mắc, đừng có chấp vào một cái nào. Chúng ta cứ tùy theo mỗi người để mình chọn lựa cái phương pháp nào đó nó phù hợp với cái điều kiện, khả năng, trí tuệ, tùy theo nhân, tùy theo duyên của mỗi người mà mình thực hành cho nó đúng và nó đem đến cái sự lợi ích. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyên Như và chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con xin tri ân lời dạy của sư. Dạ con thấy chị Hồng Kim Nhung có giơ tay lên, em xin mời chị Nhung ạ. Dạ, alo alo ạ. Dạ, con không biết đạo tràng có nghe được không ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con đảnh lễ sư, con kính đảnh sư Nguyên Hồng. Kính chào các anh chị. Dạ sư, về cái pháp môn mà tu tứ niệm xứ này á, thì con cũng ý muốn của con thì con cũng muốn thực hành theo lời dạy của Đức Phật, nhưng mà con hiện giờ thì con thấy con chỉ là người tập tu chứ con cũng chưa phải là người tu. Con cũng còn rất là sơ cơ. Con cũng có tham gia một vài khóa thiền ở trung tâm thiền 10 ngày ạ. Thì ở đó thì con thấy cái tâm mình nó tương đối là nó an tịnh, nhưng mà khi về nhà thì con thấy cái tâm mình nó luôn luôn là, một phần thì là do mình cũng dễ vui, một phần là do ngoại cảnh nó đưa đến.
Con thấy nó giống y như là các con khỉ, nó bắt đầu này, nó bắt đầu kia. Rồi con cũng nghe lời dạy của các sư rồi trong sách. Khi mà thì mình nhìn nhận cái chỗ phóng tâm đó, rồi mình lại quay về hơi thở. Rồi con cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mệt quá, con buông luôn. Con thấy là con mệt quá, con buông xuôi luôn. Để cho nó tùy theo nó như thế nào. Xong rồi, rồi một hồi thì con lại theo hơi thở. Tức là mình không không có làm chủ được mà mình cứ bị nó kéo đi như vậy ạ. Rồi con lại có thấy là những cái có vị thì nói là bây giờ mình tuổi lớn rồi, mình nên hành đi, tại vì cái giờ cận tử thì mình cần cái tâm mình nó an tịnh. Rồi cũng có vị thì nói không học thì lấy gì hành. Con thì con cũng không biết là mình phải học hay như mình phải như thế nào ạ. Học thì nó là một biển học luôn, vừa học tâm vừa học sắc pháp, thì con cũng không biết là mình học tới đâu thì là vừa, hay là mình cứ tùy duyên học tới đâu, rồi con cũng không biết học tới đâu rồi mình hành. Tại vì thời gian thì tụi con cũng lớn tuổi rồi, cũng không còn nhiều thời gian, mà con cũng không biết mình sẽ xử sự cho phải lẽ. Dạ con xin một lời khuyên từ sư ạ. Dạ, sư cho con nghe lời khuyên là bây giờ mình học như thế nào và học đến đâu rồi mình thực hành như thế nào ạ. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Thầy Giá. Thì nếu mà mình mà không có xác định được đó, thì mình đi trong cái dòng lẩn quẩn nó rối mù mà mình không tìm thấy cái đường ra. Đó là cái căn bệnh chung của tất cả mà phàm phu. Tại sao? Tại vì á mình muốn rất là nhiều, muốn học rồi muốn hành, rồi sao mình bước vô mình hành á, thì muốn sao, muốn cái tâm mình nó định, mình cứ muốn không muốn không. Bởi hôm qua sư nhắc là hành á không phải để đạt đến một cái mục đích gì, đó, trong cái thái độ chân chánh á, phải không? Tại vì mình muốn mà rốt cuộc muốn không có được. Đó, cho nên á, khi mà mình muốn không được á, mình đâm rầm chán. Tại vì hồi đó giờ á, cái tâm mình á, buông lung quen rồi. Bây giờ mình muốn một sớm một chiều mới vô có ngồi thiền được một lần hai lần, mình muốn cái tâm mình nó ở yên, nó trụ yên, nó nằm yên vững trong thân trong tâm, nó nằm yên trên đề mục, nó đâu có chịu. Đó, lâu nay á mình thả nó lan bạc, nó rong ruổi, chạy đầu này nó kia này nó, mà giờ mình một sớm một chiều mình bắt nó ngồi yên thì đâu có, mình phải dụ nó, phải huấn luyện nó từ từ. Mình thấy dần dần mình đưa vô cái khuôn khổ, phải không? Đó, con ngựa quan mà giờ mình về cái mình áp nó, mình bắt buộc nó, mình đóng vô xe cho nó kéo xe thì nó phải dùng dãy. Mà khi mà nó dùng dãy nó khóa hư cái xe, cái mình đâm cho đáng nạn, cái mình cho thôi mày chạy quá thôi cho
Nam mô Bích Tha. Dạ. Dạ con, dạ con không biết sư sư phát thanh có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ trong đạo tràng của con đã hết nghe âm thanh của sư rồi ạ. Dạ nếu mà sư có nghe, sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Con không thấy bàn tay của... Dạ dạ rồi con kính dâng mic lại cho sư ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ 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 rồi, cảm ơn tất cả quý vị. Thì mình phải tập nó từ từ, cho nó dần dần cho nó quen, chứ đừng có một sớm một chiều. Rồi mình nhớ nè, Đức Phật dạy những gì ngài hành và ngài thực hành những gì ngài dạy. Trong kinh á cũng dạy những cái phương pháp thực hành, và khi mà mình thực hành á để mình hiểu rõ những gì ở trong kinh giảng dạy đó. Thành ra á học và hành nó song song với nhau từng bậc. Dụ bây giờ mình muốn hành, ví dụ ban đầu mình hành, mình là chỉ mình hành, nhắm mắt mình hành thôi. Nhưng mà mình phải học để biết phân biệt được cái nào là danh, cái nào là sắc, cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, cái nào là phiền não đem đến khổ đau, cái nào là chánh pháp diệt trừ tất cả những phiền não để đem đến cái sự an vui. Thế còn nếu mà mình không học thì mình ngồi đó mà mình đâu có biết được cái nào là đúng, cái nào là sai, mà mình hành để mình được cái gì đó. Thành ra đó mình phải học, và mình cũng đừng chấp vào cái pháp học mà bỏ pháp hành cũng không đúng. Tại vì nếu mà chỉ có hành để đạt được đạo quả đó, không cần học thì Đức Phật đâu có thuyết giảng đầy đủ về cái kinh điển không đó. Rồi nếu mà học mà đưa đến cái thánh đạo thánh quả đó, không cần hành nữa, thì Đức Phật đâu có khuyên dạy là phải thu thúc lục căn, phải giữ thân tâm cho thanh tịnh, phải thực hành tứ niệm xứ, phải thực hành bát chánh đạo, thấy không? Thành ra đó có học có hành. Bây giờ mình học về cái cách thức để giữ giới, để đem đến cái lợi ích là tránh gây quan trái, không có làm tổn thương đến chúng sanh khác, không có đọt mạng sống của chúng sanh khác. Mình học mình hiểu biết rồi mình đem ra mình thực hành đó, như vậy đó. Rồi bây giờ mình không học, mình ngồi mình cứ thở vô thở ra hoài, mình không biết gì hết đó, thành ra cái đó nó không có lợi ích. Thành ra bây giờ mình phải biết cái thở vô, cái thở ra, cái nào là danh, cái nào là sắc, danh là như thế nào, sắc là như thế nào, mình biết cái biểu hiện hay là cái tướng của nó, để mình phân biệt cái đó, thấy không? Đó, thành ra học cũng phải học, mà hành thì cũng phải hành, chứ không có nói là học thì không cần hành, cũng không nên nói không cần học. Đó, hai cái này nó là song đôi nha. Giống như là danh và sắc vậy đó. Chỗ nào có sắc thì phải chỗ đó phải có danh, mà có danh thì có sắc. Cái tâm và thân nó phải phải đi song đôi với nhau. Đó, thành ra đó
mình là còn phàm nhân thì kể ai nói gì nói, nhưng ngày hôm qua sẽ nói đó, cái việc của mình á là mình xem xét rồi mình thực hành, đừng có nghe ai hết á. À đó, quý vị nhớ cái câu chuyện mà đẽo cài giữa đường không? À, người thì nói là bây giờ phải đẽo cái cài cho nó cao. À rồi, người thì phải nói là trời ơi, đẽo cái cài cao quá vậy, đẽo cái cài bây giờ phải thấp xuống đó, đẽo hồi thành thành củi đem chụm lửa luôn. Nó thành ra mình phải dùng trí tuệ. Người ta nói là cái quyền của người ta. À, người ta có quyền nói, nhưng mình phải dùng trí tuệ suy xét cái điều nào mình cần học, cái điều mình cần hành. À, chứ còn đừng theo ai hết. Bởi vậy á, mình nói là cái con đường mà thực hành này nè, nó là cái con đường độc đạo. À, mình nghe rồi mình suy xét, rồi mình tự mình thực hành, mình thực hành với chính mình. À, không có ai đi chung trên cái con đường đó chung với mình hết. Rồi cái con đường này đó là cái con đường không có trở lui đó. Vì nhớ vậy đó, con đường này con đường một chiều. À, khi mà quý vị mà có sự nỗ lực đó là nó tiến tới từ người phàm nhân, không? Chúng ta trở thành người phàm nhân có giới. Rồi từ người phàm nhân có giới, chúng ta nỗ lực cố gắng thực hành để đạt đến thánh hữu học. Từ bậc thánh hữu học, từng bước thực hành để trở thành bậc thánh vô lậu. Nha. Thế còn mình học, mình hiểu, mình trở thành cái bậc phàm nhân có giới, mình đâu có trở lui lại cái trạng thái mà cái phàm phu tục tử đâu. Thấy không? Từng bước mình nỗ lực, mình đi lên. Và nhớ, học và hành nó phải đi song song với nhau. À, những gì mình học, mình hiểu biết thì mình phải đem ra thực hành. Và mình phải thực hành đúng những gì mà mình đã học. Đó. Thành ra đó, cái quyền nói là của người khác, nhưng mà chúng ta suy xét, chúng ta hiểu biết chính mình. À, nếu mà giới trí lại, chúng ta phản tỉnh, chúng ta xem xét lại, chúng ta hiểu biết chính mình. À, trước khi muốn hiểu người khác thì mình phải hiểu thật rõ mình cái đã. À, sau đó mình mới hiểu biết được người khác. Bây giờ mình lăn xăng mình lo đi tìm hiểu người ta mà mình không hiểu mình thì đâu có đúng, thấy không? Đó, mình phải quay trở lại, phản tỉnh trở lại, thực hành để mình hiểu biết chính mình. Khi mà mình hiểu biết chính mình rồi thì mình mới hiểu biết người khác. À, thành ra ở ngoài thế gian mấy ông nhà bác học, mấy ông lo nghiên cứu sau quả, sau kim, sau mọc mặt trời kia nọ gì đó, à, lỗ đen rồi như tùm lum sau này sau kia, nhưng mà bản thân mình không biết gì hết. Khám phá dưới đáy biển là chỗ này sâu, chỗ kia cạn, rồi các loài sinh vật ở dưới, loài này, loài kia, loài khác. Nhưng mà cái thân mình không biết, cái tâm mình không biết. Đó. Thành ra đó, cái giáo pháp đó là học và hành nó đi song song với nhau. Quý vị nhớ vậy đó. Và học thì phải hành. À, mà khi mà hành thì phải thực hành đúng những gì mà mình đã học. Hai cái này nó luôn luôn là nó song hành và nó hỗ trợ lẫn nhau. À, nhờ có kiến thức, nhờ có hiểu biết, chúng ta thực hành mới đạt đến những cái thiện pháp tốt đẹp. À, nhờ có thiện pháp tốt đẹp, nhờ có hiểu biết nhân quả thì mình có chánh kiến. Mà có chánh kiến thì mình mới có chánh tư duy. Đó, từng bước vậy. À, cũng xin giải đáp cái câu hỏi, cái thắc mắc của cô Hồng Thị Kim Nhung. Và chúc cô và tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con thấy có một câu hỏi cuối cùng của anh, của anh Tính Pháp. Con thấy anh là giơ tay lâu lắm rồi, con nghĩ là mỏi dữ rồi đó sư. Dạ, Nguyên Như xin kính mời anh Tính Pháp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính định lễ Chư Tôn Đức Tăng, quý bà cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, trong bài giảng ngày hôm nay có hai câu hỏi thưa sư. Thứ nhất là xin nói là sau khi mình đạt tu thiền chỉ một thời gian, đã đạt đến sự an tịnh của thân tâm đó sư, thì làm sao mình hành giải biết được là mình đã đạt tới cái dựa trên tiêu chuẩn nào, căn bản nào, mình biết là mình đạt tới cái cận định hay sát định thưa sư? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của con là từ cận định chuyển qua bên thiền quán đó sư, tức là từ bỏ thô tướng đạt đến thực tướng. Như vậy thì hành giả phải quán sự sanh diệt của cái danh sắc liên tục hay sao sư? Rồi có cần thiết phải trải qua những giai đoạn như được nhắc đến ở trong kinh Bảy Trầm Xe không thưa sư? Dạ, nhưng cảm ơn sư giảng rõ những chỗ này cho chúng con. Dạ, mô Phật. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Chính vì có nhiều khi á mà mình không biết cái trạng thái của tâm mình á, thì mình mới cần cái giai đoạn đầu đó, mình cần phải có gần các cái vị thiền sư, hoặc là gần các cái vị mà có cái sự thực hành, nó có những kinh nghiệm tốt đẹp, để những người này sẽ chỉ dẫn cho mình. Thì cái điều này đó, nếu mà mình không có cái may mắn để mà đến trường thiền, hoặc là cũng không có những người bạn để mà mình có thể hỏi hướng dẫn cho mình, thì sao? Thì mình phải biết. Thì quý vị thấy nè, khi nào mà quý vị niệm trên cái đề mục đó một thời gian, khoảng 5-10 phút, mà cái tâm mình nó yên ở trên đối tượng đó, thì lúc đó gọi là cái có cái tâm định rồi đó. Đó, khi mà cái tâm mình á nó lao chao, cái sinh hoạt, cái hoạt động của tâm nó là vậy. Nó cứ bắt cảnh này bắt cảnh kia, chạy tới chạy lui, chứ nó không bao giờ mà ở yên đâu. Mà khi mà mình cố gắng mình giữ yên nó được chừng vài ba phút đó, là như vậy là mình đã có cái trạng thái định rồi. Hoặc là quý vị á, thấy bây giờ mình đốt một cái ngọn nến á, đốt ngọn nến, một cái đèn dầu gì đó, hay là cái đèn cậy đó. Đó, khi mà quý vị biết rằng cái dao động của không khí ở bên ngoài nó là luôn luôn nó dao động, thì khi nào mà cái đèn mà quý vị đốt để trong phòng kín, hoặc là nó có cái ống khói, hoặc là có một cái gì đó để mà nó giữ lại á, thì lúc đó cái ánh sáng nó đứng im, nó đứng im, không có chao động. Đó, thì cái hình ảnh của cái ngọn đèn đứng yên, hoặc là cái trạng thái của tâm mình nó nằm yên ở trên đối tượng, thì lúc đó là cái tâm mình nó có định rồi đó. Thì chúng ta có thể chuyển qua thiền quán. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu biết những cái đó để mà chúng ta thực hành. Hoặc là nếu mà có điều kiện ở cái giai đoạn sơ cơ, là chúng ta cần phải đi đến những cái trường thiền để nương nhờ vào những cái kinh nghiệm của các vị thiền sư, để ta hiểu biết, để cho chúng ta từng bước. Còn nếu mình hành mà hiểu biết ta kinh điển, rồi chúng ta nỗ lực thực hành, thấy cái tâm mình nó yên được khoảng chừng vài ba phút,
để chúng ta có chuyển thiền quán. Nào, quý vị có thể là ngồi hoặc một tiếng đồng hồ. Những lúc á, để tâm lao cái giai đoạn đầu khi mình mới vừa vô vậy, nó còn dao động. Tác động của những cái sự sinh hoạt ở bên ngoài, à khi mình được chân mình nó mới có thể có định xảy ra. Rồi tới nữa bắt đầu nó mãi cái đồng cạn ra đó, mình vốn tưởng là của thầy quan sĩ cao cái tuệ của mình á, mình quan sát thật kỹ, à giống như lúc đầu cái niệm cái tuệ mình còn yếu. Thì giống như quý vị mở cái vòi nước vậy đó, mới bắt đầu quý vị mở nó nhẹ thì nó rơi sao, nó rơi từng giọt. À nếu mà quý vị mở nó mạnh hơn thì cái nước nó chảy ra liên tục, nó thành một cái dòng không có kẽ hở. Thì cái tâm của mình cũng vậy. À, mới ban đầu cái niệm cái tuệ mình còn yếu á, thì giống như cái vòi nước mà mở nhỏ đó. Nó rơi từng giọt. À mở hồn mạnh lên chút thì nó rơi khắc khá. Khi mình mở thì mình thấy nó một dòng liên tục không có cái cũng vậy. Khi mà chúng ta quan sát về cái danh và sắc thì chúng ta cũng quan sát liên tục. Khi mà nghĩ nó chỉ đừng có cái niệm quá niệm trước mà nó cái của tinh thính pháp. Và chúc huynh nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giải tỏa những cái mối thắc mắc nghi ngờ của các hành giả ở trong room. Và con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Con xin dâng bích lại cho sư ạ.
Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anuvavena sada sothi bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anuvavena sada sothi bhavantu te bhavatu sabba mangalam Ratkang to sabba devata sabba thamma nupave nasada sothi Phavang tu te tất cả phước báu hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, Nguyên Như con xin thay mặt đại tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, và thời gian bây giờ cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa ta san ti quy hà ra hoa si ni thụ bê kha rê bô thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha quan tu bu chi ta so thân ca ron tê ta quy hà ra măng đa lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phân ca vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha yê sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha dê bi chân đa sam pha hoa san se đa cha ta ta vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma hòa răng pa tình cha tê sam bê bi đung kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mắn tha ra cha bùng ga la sang khu hô tu sa mắc vô hòa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu sang tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bồ này ya ma tham ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du ý đằng quá tá mê buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu quá nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào tối mai, tối thứ tư và cũng là sáng thứ năm ở bên Việt Nam. Chúng ta lại cùng nhau ôn về những bài vi diệu pháp của Thầy Kinh Milanda. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.